em đứng tại chỗ, bà con đứng tại chỗ để cho bà đi qua không có. Không đi nhá, không đi. Cô chú này tôi đứng gọn rồi nhá. Đây, đứng gọn. Vô đây, vô đây con. Sự thật buồn vui hay đau khổ vốn dĩ không có ranh giới phân biệt rõ rệt, mà chỉ do sự cảm nhận trong lòng bạn mà thôi. Khi các bạn đến với cõi đời này chỉ là hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng vậy mà thôi. Nếu chúng ta sống có hạnh phúc và đem hạnh phúc ấy chia sẻ cho nhiều người, thì khi ra đi ta sẽ được an lạc. Nếu ta sống không có ý nghĩa và đem lại nỗi buồn cho mọi người, thì khi ra đi ta sẽ đau khổ. Sự chọn lựa xin dành cho các bạn. Tôi hy vọng 101 đóa hoa tươi thắm này mãi mãi đồng hành cùng các bạn, và sẽ làm cho tình người thắm đượm thêm, lòng người sẽ ấm lại hơn, khoảng cách giữa con người với nhau cũng gần gũi hơn. Cay đắng sẽ thay thế bằng những giọt nước cam lồ vi diệu, làm ngọn hải đăng soi đường cho nhân thế. Chúc các bạn lúc nào nụ hoa giác đều nở trọn vẹn trong tâm. Xin đem chút lòng thành này trang trải cho tất cả những người bạn trên thế giới. Con người sống trên đời này thường hay đi tìm hoàn hảo và hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc ở ngay xung quanh ta, luôn hiện hữu gần xa trên thế gian này. Cũng vậy, muốn tìm giác ngộ và an lạc của tự tâm, các bạn đừng tìm kiếm ở chân trời góc bể xa tích nào cả, mà hãy xoay về thực tại, xoay về bản tâm của chính mình. Lòng thường thương xót mọi người, buông bớt các duyên, siêng tu giới định tuệ. Khi đủ duyên sẽ cảm nhận được chân lý thâm sâu vi diệu của vũ trụ vạn hữu ở từng bước chân của chúng ta. Xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã biết và hy vọng rất là mừng rồi. Sáng hôm nay thì ngày 13 tháng 7, thầy lại tiếp tục hành khắc thực. Thưa quý vị, trong một thời gian hơn một tháng qua, chúng ta đều băn khoăn suy nghĩ trong vấn đề hành khất thực và tu tập của thầy liệu có diễn ra an toàn, liệu có tốt đẹp hay không. Chúng ta vẫn đặt rất nhiều mối nghi ngờ và lo toan. Nhưng thực sự hôm nay tất cả những gì đã diễn ra trong vài ngày trở lại đây thì chúng ta cũng đã giải tỏa được nỗi băn khoăn lo lắng này rồi quý vị. Trong ngày mùng 10 và đến hôm nay là ngày 13 thì liên tục 3 ngày thầy cũng đã xuất hiện và đã đem lại cho chúng ta hạnh phúc trong cái nỗi mong chờ mà bấy lâu nay chúng ta đang băn khoăn hồi hộp để chờ đợi và lo lắng cho thầy. Nhưng tất cả điều đó trong vài ngày trở lại đây, thầy đã xuất hiện, thầy đã chứng minh và thầy đã trả lời cho chúng ta biết là trong thời gian gần một tháng trở lại đây, sau khi từ biệt những nẻo đường từ Bắc vào Nam thì thầy đã về Gia Lai và thầy ẩn tu. Trong suốt thời gian ấy, thầy và tất cả những vấn đề đã diễn ra từng ngày khiến cho chúng ta mỗi ngày cứ trong ngóng lo sợ về tình hình ẩn tu cũng như sức khỏe và việc hành khắc thực của thầy có được tốt đẹp, có được đảm bảo và có được an toàn cho thầy hay không. Nhưng đến bây giờ tất cả những suy tư đó, tất cả những lo lắng băn khoăn đó được giải tỏa trong những đoạn video gần đây nhất để chứng minh thực tế để cho chúng ta tin, và tin thực sự đó là thầy đã xuất hiện thực sự và thầy đã đến với chúng ta, đến với tất cả các Phật tử đang trông chờ thầy từng ngày từng ngày. Và hôm nay thì thầy lại tiếp tục khất thực. Ngày 13 này thầy vẫn bồ hành khất thực tất cả các nhà dân khu vực gần đó nơi thầy đang ẩn tu. Hiện tại thì theo thông tin trong những ngày gần đây thì chúng ta chỉ biết rằng thầy đang ẩn tu tại khu vực nơi mà gần công ty của anh của thầy. Những ngày xuất hiện gần đây thì thầy thường xuất hiện quanh khu vực mà gần công ty của thầy và có được sự bảo vệ hộ pháp của rất nhiều anh em chính quyền địa phương. Chúng ta cũng đã thấy điều này rất là tốt và hoan hỷ, mừng cho thầy công nhận rằng tất cả những việc hỗ trợ cũng như là bảo vệ thầy trong suốt thời gian qua để cho thầy ẩn tu đến bây giờ đã giải tỏa được cái nỗi băn khoăn lo lắng này. Xin cảm ơn rất nhiều tất cả các ban ngành chính quyền địa phương của Gia Lai đã hỗ trợ tích cực để ủng hộ và giúp sức cho thầy có cơ hội được đi đảnh lễ, được đến từng nhà, từng người và có cơ hội để cho các Phật tử có duyên được gặp và đảnh lễ thầy trong niềm mong đợi bấy lâu nay. Thưa quý vị, như vậy thì thực sự hôm nay ngày 13
tháng 7 thầy đã tiếp tục đi bộ hành và chúng ta rất là vui mừng và hoan hỷ trong cái nỗi phấn khởi chờ mong này. Tất cả những điều đẹp nhất mong rằng sẽ tồn tại và sẽ dài lâu. Nếu như chúng ta biết giác ngộ, chúng ta biết hoan hỷ, đảnh lễ thầy từ xa, hay hoặc là chúng ta sẽ giữ trật tự an toàn để đảm bảo những không gian, những hình ảnh đẹp như thế này để cho thầy an tâm mà xuất hiện liên tục, để cho chúng ta còn cơ hội để nhìn thầy mãi mãi. Và tất cả những diễn biến gần đây thì chúng ta thấy rằng một phần đã đem lại cái niềm vui háo hức chờ đợi của bà con, một phần đã giải tỏa được cái nỗi căng thẳng lo âu bấy lâu nay mà chúng ta rất là nghi ngờ, liệu không biết tình hình ẩn tu của thầy như vậy có đảm bảo có an toàn hay không, liệu có một tổ chức xấu nào đó che đậy, đang giấu giếm thầy hay không, hay hoặc là một cơ quan đơn vị nào đó đang âm thầm bảo vệ thầy, mà tất cả những nguồn thông tin đó trong suốt thời gian qua chúng ta đều đặt một cái mối nghi ngờ. Nhưng vài ngày trở lại đây thì tất cả những luồng thông tin đó đều được giải tỏa, giải thích một cách rõ ràng khi thầy đã xuất hiện và đem lại chúng ta một ánh hào quang, những nụ cười rạng rỡ trên môi của thầy. Thầy cũng đã rất là phấn khởi khi xuất hiện. Từ ngày 12 đến hôm nay là ngày 13, thầy vẫn liên tục xuất hiện. Và tất cả các lịch trình về việc xuất hiện của thầy thì chúng ta cũng chỉ chờ và theo dõi qua các cái cổng thông tin từ mạng xã hội. Hiện tại thì nơi thầy đang xuất hiện thì chúng ta thấy rằng là rất hạn chế cái việc mà các anh em YouTube quay, chia sẻ cũng như đăng tải các cái luồng thông tin. Nhưng những thông tin được tiết lộ trên mạng là được cộng đồng các Phật tử quay trong một cái bối cảnh rất là khó khăn nha quý vị. Quay lén và quay thì kín đáo chứ không thể quay công khai và tiết lộ. Cho nên đây là những thước phim và những hình ảnh rất là giá trị được cập nhật, được đăng tải trên mạng xã hội để cho chúng ta theo dõi và cập nhật để biết được tình hình ẩn tu cũng như sức khỏe của thầy như thế nào. Như vậy thì đến bây giờ chúng ta rất là hoan hỷ, vui mừng rồi quý vị ạ. Rất là phấn khởi khi được đón tiếp và được thấy thầy quay trở lại sau hơn một tháng mà thầy đã ẩn tu một cách bí ẩn như vậy, khiến cho nhiều người rất là nghi ngờ và lo âu. Tất cả sự lo âu đó được trả lời và được giải tỏa hôm nay với khuôn mặt bằng xương bằng thịt và với hình hài của sư thầy Thích Minh Tuệ trong những ngày gần đây trở lại. Chúng ta thấy thầy nở trên môi một nụ cười, thầy nhìn một cái ánh mắt nó rất là tự tin và hồn nhiên, nhưng không khỏi nỗi vui mừng. Thầy đã hạnh phúc khi chứng kiến được nhìn thấy, được đi khất thực và được đem cái hạnh phúc an nhiên đến cho mọi người. Đó là điều mà không chỉ riêng thầy mà rất nhiều các Phật tử chúng ta đang trông chờ những giây phút này. Thưa quý vị, như vậy thì thực sự ra thì đến bây giờ chúng ta cũng đã thấy rất là an lòng rồi. Nhưng mong rằng những khoảnh khắc này, những ngày và những thời gian như thế này sẽ được tồn tại và giữ mãi, đẹp mãi ở nơi đất Gia Lai. Và cũng mong rằng chính quyền địa phương hết sức hỗ trợ để thầy được tiếp tục bộ hành và độc hành trên con đường hành đạo của mình, để thầy thực hiện hết cái nguyện đạo và đem hạnh phúc an nhiên ấm no đến cho mọi người. Đó là điều mà ai cũng mong muốn. Và thực sự đến bây giờ rất là mừng quý vị ha, rất là mừng. Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy là tất cả những thông tin đó mình cũng cập nhật và chia sẻ thêm, gửi đến quý vị và các bạn những thông điệp, những diễn biến về tình hình mới nhất của thầy trong ngày 13 này, để gửi đến quý vị và các bạn chúng ta luôn theo dõi để cập nhật và nghe ngóng những thông tin về tình hình sức khỏe cũng như việc ẩn tu của thầy có được đảm bảo, có được an toàn hay không trong những ngày sắp tới. Đến đây thì mình xin kết thúc thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin gửi lời chào thân ái.